ngày 14 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 3, quận 4 cho biết, cán bộ phường phối hợp với đội kiểm ngư thành phố Hồ Chí Minh đã dùng lưới bắt được con cá sấu dưới kênh tẻ, đưa về trại nuôi. Trưa cùng ngày, người phát hiện con cá sấu bơi gần bờ kênh và dùng điện thoại quay lại. Khi video được đưa lên mạng, đã thu hút nhiều chia sẻ bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lãnh đạo phường nhận định con cá này có thể bị sổng chuồng. Chúng tôi đã rà soát trên toàn quận 4 thì không có cơ sở nuôi cá sấu. Cá sấu có thể bơi từ nơi khác đến, lãnh đạo này nói. Ủy ban Nhân dân phường 3 cho biết sẽ cử lực lượng theo dõi đoạn kênh trên địa bàn trong những ngày tới, phòng trường hợp bất thường. Theo quy định, người dân được phép nuôi cá sấu nhưng phải đăng ký và tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt về chuồng trại. Cá sấu trước khi xuất chuồng, giết thịt phải được chi cục kiểm lâm cấp phép.